Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với các bộ, ngành và tỉnh Quảng Bình. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16 tổ chức cuộc họp về một số tình hình nổi lên liên quan đến cá biển chết hàng loạt. Phong Nha Kẻ Bàng, lượng khách du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Quảng Bình, nhiều nhà hàng hải sản đồng loạt thay đổi thực đơn để phục vụ du khách. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 29 tháng 4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về việc khắc phục hậu quả cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan. Trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 4 năm 2016, tại khu vực ven biển thuộc địa phận các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã xảy ra hiện tượng thủy sản nuôi trồng và thủy hải sản tự nhiên chết bất thường không rõ nguyên nhân, gây thiệt hại về kinh tế, môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nuôi trồng, khai thác, sản xuất, kinh doanh thủy hải sản, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Riêng tại tỉnh Quảng Bình, trong ngày 29 tháng 4 năm 2016 có khoảng 11 tàu đánh cá xa bờ cập cảng nhưng không tiêu thụ được sản phẩm. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại về lĩnh vực khai thác, dịch vụ khai thác nuôi trồng hải sản khoảng 175 tỷ đồng. Chưa tính đến thiệt hại về du lịch dịch vụ do khách hủy các tour du lịch vào Quảng Bình, đặc biệt trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trong khi chờ cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân gây chết cá, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo về việc xử lý sản phẩm khai thác hải sản trên địa bàn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo ổn định tình hình nhân dân, đồng thời phân công các đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy về địa bàn phân công phụ trách để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến việc cá chết bất thường trong thời gian qua. Đến thời điểm hiện tại, do không có việc làm và không có thu nhập vì bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cá chết, nhân dân một số xã phía bắc của tỉnh đã có biểu hiện bức xúc, tập hợp lực lượng tham gia tuần hành đông người. Trước tình hình đó, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để ổn định đời sống nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã khẩn trương trích ngân sách của tỉnh và chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã chủ động trích ngân sách để hỗ trợ nhân dân. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh mua 500 tấn gạo hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết gây ra. Đồng thời, tiếp tục thống kê thiệt hại cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ. Để hỗ trợ tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết bất thường trong thời gian qua, sớm ổn định tình hình, đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 và chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề nghị người dân rất cảm ơn về những chính sách hỗ trợ ban đầu như thế, nhưng cái điều sâu xa đó là vấn đề lâu dài. Và bây giờ nhân dân rất bức xúc, đó là vấn đề lâu dài. Đề nghị các bộ ngành trung ương mà được chính phủ chỉ đạo xử lý trả lời các cái vấn đề có liên quan, và phải làm khẩn trương, làm sớm, mà phải trả lời chắc chắn. Chưa chắc chắn là không phủ trả lời. Đối với tỉnh chúng tôi thì báo cáo với Phó Thủ tướng và cảm chí là đây là trách nhiệm của chúng tôi rồi. Chúng tôi xin hứa với chính phủ là sẽ làm sức mình. Vừa qua như vậy, gần một tuần nay thì như vậy chúng tôi đã tập trung cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Quảng Bình cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành trung ương liên quan sớm có giải pháp giải quyết hỗ trợ nhân dân trước mắt và lâu dài để nhân dân yên tâm sản xuất. Chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định ngư trường đánh bắt an toàn cho ngư dân. Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội có chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc, miễn giảm lãi vay cho các đại lý thu mua và doanh nghiệp dịch vụ nghề cá, các tổ chức cá nhân tham gia đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục được vay vốn để mua nguyên liệu, nhiên liệu đánh bắt ở ngư trường an toàn. Có chương trình tín dụng ưu đãi để các hộ vay vốn chuyển đổi nghề đánh bắt gần bờ sang các ngành nghề sản xuất khác. Đề nghị chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan có giải pháp hỗ trợ địa phương để tiêu thụ hải sản của ngư dân đánh bắt vùng biển xa,
các bến trên địa bàn tỉnh, kịp thời trích ngân sách trung ương hỗ trợ cho nhân dân các xã bị thiệt hại. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ ngành trung ương và tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kết luận, ngay sau khi sự việc cá chết xảy ra tại một số tỉnh miền Trung, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp đi thị sát tình hình để chia sẻ khó khăn với người dân và có những giải pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do đây là sự việc bất thường, lần đầu tiên xảy ra tại nước ta trên vùng biển rộng, mặt khác khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm cũng như năng lực về thiết bị khoa học công nghệ còn hạn chế, nên việc xác định nguyên nhân, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, khai thác thủy sản, góp phần ổn định đời sống ngư dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu vấn đề hỗ trợ, thì yêu cầu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cùng với các địa phương trình ngay phương án để hỗ trợ cho người dân để Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong đó, thứ nhất là hỗ trợ cho những hộ dân và ở khu vực ven biển mà sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Thứ hai là hỗ trợ cho những hộ dân và mà đánh bắt thủy hải sản xa bờ trong việc tiêu thụ các sản phẩm thủy hải sản. Và quan điểm của Thủ tướng Chính phủ là nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện để thu mua toàn bộ được cái số thủy hải sản mà người dân đánh bắt. Và một cái hỗ trợ nữa là hỗ trợ cho những cái tàu của người dân đánh bắt ở gần bờ, ta tập trung để hỗ trợ về việc khoanh nợ, giãn nợ và đối với người dân mà vay các tổ chức tín dụng. Thì việc này là ngân hàng xem xét và sớm có ý kiến để trả lời cho người dân, để hỗ trợ cho người dân. Ngân hàng cũng phải quan tâm là hỗ trợ cho những người dân, những hộ ngư dân mà có nhu cầu để chuyển đổi nghề và để tạo việc làm mới, thì đây cũng là một cái hỗ trợ rất quan trọng. Mà tất cả những hỗ trợ đó là đảm bảo để ổn định cái sản xuất và cái đánh bắt thủy hải sản của người dân, cái sản xuất kinh doanh của người dân, và cũng là chính là đảm bảo việc ổn định đời sống người dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, trước đó chiều qua ngày 29 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến thăm và động viên bà con ngư dân xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Cùng đi về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới có 405 tàu đánh bắt thủy sản với tổng công suất lên đến 50.800 CV, trong đó có trên 200 tàu đánh bắt thủy sản xa bờ và hàng trăm hộ chuyên làm nghề dịch vụ hậu cần nghề cá và kinh doanh. Tổng số lao động sống dựa vào nghề biển của xã Bảo Ninh có trên 2.000 người. Hiệu quả mà kinh tế biển mang lại đối với nhân dân là rất lớn. Chính vì vậy mà trong giai đoạn 2015-2020, xã Bảo Ninh xác định kinh tế biển là ngành kinh tế chủ lực và đây cũng chính là thế mạnh của địa phương. Vì vậy mà trước tình trạng cá chết dạt vào bờ ở vùng ven biển trong những ngày qua đã gây nhiều khó khăn đối với đời sống của nhân dân. Trước tình trạng trên, cùng với việc tuyên truyền vận động ngư dân dừng các hoạt động khai thác thủy sản gần bờ, xã Bảo Ninh đã phối hợp với các ban ngành chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiến hành thu gom và xử lý lượng cá chết trôi dạt vào bờ, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ để nhân dân vùng ven biển ổn định sản xuất và đời sống. Trước những khó khăn do tình trạng cá chết hàng loạt ở vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình, tại buổi gặp gỡ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ngư dân các địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã bày tỏ sự hoang mang, lo lắng, đồng thời mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành trung ương khẩn trương tìm hiểu rõ nguyên nhân để có hướng giải quyết trước mắt và lâu dài cho nhân dân. Tôi muốn đề nghị với Chính phủ có kết luận cụ thể, nó chính là cho cái gì, chất gì và chất đó phải được để sức khỏe con người như thế nào. Dân đang lo lắng là không biết cái thời điểm về cái phản tác chất độc này đến bao lâu thì mới được là cho dân
đánh cá và ăn lại để mà đảm bảo cuộc sống. Cùng với mong muốn nhận được sự trả lời thỏa đáng của các bộ ngành trung ương, thì nhân dân các xã ven biển của tỉnh Quảng Bình đề nghị các nhà lãnh đạo nên hỗ trợ tức thời với ngư dân là khoanh lại vốn và lại cho dân. Tình trạng cá chết trôi dạt vào bờ biển trong gần một tháng qua không chỉ làm cho đời sống của ngư dân làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ kinh doanh du lịch dịch vụ. Sau khi nghe những đề xuất kiến nghị của ngư dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chia sẻ với những khó khăn của nhân dân vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình trước tình trạng cá chết hàng loạt. Đảng, nhà nước và chính phủ luôn luôn quan tâm đến vấn đề. Đây coi như một vấn đề quan tâm đặc biệt của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, của các cấp lãnh đạo của địa phương. Bà con đều biết là ngay sau khi mà có hiện tượng cá chết xảy ra thì các cơ quan chuyên môn của địa phương, rồi các cấp lãnh đạo của địa phương vào cuộc quyết liệt, và các cơ quan của chính phủ, các bộ ngành và các cơ quan chuyên môn vào cuộc quyết liệt để đánh giá về nguyên nhân cá chết, nguyên nhân, vì nguyên nhân gì, để sớm tìm ra kết luận để đánh bắt được cá và khôi phục được sản xuất kinh doanh. Rất quyết liệt, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, đồng thời là nghiên cứu cái chính sách hỗ trợ, quan trọng nhất là hỗ trợ để bà con đỡ khó khăn như những cái mong muốn vừa rồi. Tất cả những mong muốn của bà con hoàn toàn chính đáng, và vừa rồi đồng chí lãnh đạo chính quyền cấp, đặc biệt là lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp trước mắt và lấy về gạo để đảm bảo bà con không bị đói. Cái việc làm thể hiện cái sự quan tâm. Cho nên chúng tôi mong muốn là bà con hết sức bình tĩnh, tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào nhà nước, tin tưởng vào chính phủ, tin tưởng vào chính quyền các cấp để tất cả làm bất kỳ việc gì thì Đảng và nhà nước của chúng ta cũng là vì dân thôi. Cho nên tôi xin các bà con hết sức lên tâm bình tĩnh và tin tưởng, và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu mà trong phạm vi cho phép, bà con ổn định cuộc sống và khôi phục lại sản xuất ngay sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo số 70/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ ngành và các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh về khắc phục hậu quả cá chết bất thường. Ngày 29 và 30 tháng 4 năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, công an, Văn phòng Chính phủ, Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh về việc khắc phục hậu quả cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ ngành trung ương và các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận: một lần đánh giá chung, trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 18 tháng 4 năm 2016, tại khu vực ven biển thuộc địa phận các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã xảy ra hiện tượng thủy sản nuôi trồng và thủy sản hải sản tự nhiên chết bất thường không rõ nguyên nhân, gây thiệt hại về kinh tế môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nuôi trồng, khai thác, sản xuất kinh doanh thủy hải sản, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Ngay sau khi xảy ra sự việc,
Các bộ, các địa phương liên quan đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai các hoạt động kiểm tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục, tổ chức thu gom, xử lý môi trường, hướng dẫn khuyến cáo bà con ngư dân, các giải pháp nuôi, khai thác, tiêu thụ thủy hải sản phù hợp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp đi thị sát tình hình để chia sẻ khó khăn với người dân và có những giải pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do đây là sự việc bất thường, lần đầu tiên xảy ra tại nước ta trên vùng biển rộng, mặt khác khả năng nghiên cứu và kinh nghiệm cũng như trang thiết bị khoa học công nghệ còn hạn chế, nên việc xác định nguyên nhân, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Hai lớn, để sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, khai thác thủy hải sản, góp phần ổn định đời sống người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Một, các bộ ngành và địa phương thực hiện nghiêm, quyết liệt ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ được nêu trong thông báo kết luận số 68 TB VPCP ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hai, Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập ngay các tổ công tác thường trực tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để phối hợp cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nói trên kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan. 3. Yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau đây. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có kết luận về nguyên nhân cá chết trong thời gian sớm nhất. Cần thuê thêm tư vấn nước ngoài có năng lực kinh nghiệm để tìm rõ nguyên nhân và có kết luận độc lập khách quan. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản liên quan. Đồng thời, khẩn trương giúp tỉnh Hà Tĩnh triển khai ngay trạm quan trắc tự động từ điểm xả thải của nhà máy Formosa đến trạm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động nhằm kiểm soát việc xả thải của nhà máy. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ tình hình thực tế sớm thông báo cho ngư dân về thời gian và ngư trường an toàn cho đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản để người dân yên tâm khôi phục sản xuất, sử dụng và tiêu thụ thủy hải sản. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức kiểm tra, chứng nhận an toàn đối với những thủy hải sản xa bờ đã đánh bắt để thuận lợi cho việc thu mua sử dụng. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các địa phương trong ngày 30 tháng 4 năm 2016 trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ người dân và các hộ kinh doanh ở khu vực bị thiệt hại do cá, thủy sản chết bất thường, phương án hỗ trợ người dân tiêu thụ hết số thủy sản đánh bắt xa bờ nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan sớm xác định rõ độc tố nếu có trong cá và các loài thủy hải sản khác và ảnh hưởng của độc tố đến sức khỏe của con người, từ đó khuyến cáo người dân sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn. Giao Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh chế biến hải sản thu mua hải sản đánh bắt xa bờ đã được xác nhận đảm bảo an toàn trong ngày 30 tháng 4 năm 2016 thiết lập và công bố đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn kịp thời cho ngư dân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng liên quan nghiên cứu phương án khoanh nợ, giãn nợ những khoản vay cũ cho vay mới để ngư dân tiếp tục sản xuất, hỗ trợ ngư dân vay ưu đãi khi có nhu cầu chuyển đổi sang làm nghề mới. Bộ Công an chỉ đạo nắm sát tình hình, xem xét xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 4. Bộ trưởng các Bộ, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp chỉ đạo để có các giải pháp kiên quyết kịp thời nhằm không để tình hình diễn biến phức tạp, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực mình phụ trách. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết thực hiện. Hết nội dung thông báo. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi công văn số 274/QTMT ngày 29 tháng 4 năm 2016 về việc thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại Quảng Bình của Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện chỉ đạo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường đã thực hiện quan trắc chất lượng nước biển vùng bãi tắm cụ thể như sau: vị trí quan trắc bãi tắm Hải Ninh, bãi biển Nhật Lệ, thời gian ngày 21 tháng 4 và ngày 28-29 tháng 4 năm 2016. Thông số quan trắc theo bảng 1 về giá trị giới hạn của
các thông số chất lượng nước biển ven bờ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN10MT2015. Kết quả quan trắc nước biển ven bờ tại các vị trí biển tỉnh Quảng Bình do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường quan trắc và phân tích cho thấy các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN10MT2015 đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước và đảm bảo an toàn cho hoạt động của con người. Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường trân trọng thông báo quý sở được biết. Hết nội dung công văn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi công văn số 24 ngày 30 tháng 4 năm 2016 của Sở Tài nguyên Môi trường về kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện công văn số 1511 BTNMT-TCMT ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thông báo số 761TB-VPUBNG ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với chủ nhà hàng khách sạn về tình hình kinh doanh du lịch, dịch vụ trước tình hình cá chết bất thường trên biển. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường phối hợp với một số đơn vị kỹ thuật có năng lực ở khu vực miền Trung thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ của tỉnh Quảng Bình trước tình hình cá chết bất thường trên biển chưa rõ nguyên nhân trong thời gian qua. Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ được tổng hợp từ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Bình, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện tại 4 điểm quan trắc ngày 28 tháng 4 năm 2016, gồm bãi tắm Vũng Chua, bãi tắm Đà Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh và so sánh với quy chuẩn Việt Nam QCVN10MT2015-BTN-MT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy các mẫu nước được quan trắc, phân tích đều đạt quy chuẩn và phù hợp với kết quả quan trắc, phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại công văn số 274-QTMT ngày 29 tháng 4 năm 2016. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả quan trắc để các địa phương và nhân dân được biết. Sở sẽ công bố kịp thời kết quả của các đợt quan trắc tiếp theo. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã ký. Hết nội dung thông báo. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi công văn của Sở Công Thương Quảng Bình về việc thông báo lập đường dây nóng văn phòng Bộ Công Thương tại Quảng Bình và lập điểm thu mua hải sản đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình lập đường dây nóng của văn phòng Bộ Công Thương tại Quảng Bình và lập điểm thu mua hải sản đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân để chỉ đạo khắc phục thiệt hại do hiện tượng cá biển chết bất thường. Thông tin cụ thể như sau. Một lớn về đường dây nóng. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, điện thoại 0979 815 668, 0915 957 619. Ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công Thương, điện thoại 0912 457 909. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường, điện thoại 0913 295 179. Số điện thoại Sở Công Thương Quảng Bình 0523 822-019, phách 0523-858-933. Hai lớn về điểm thu mua hải sản đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Tại cảng cá Sông Danh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phước Sang, địa chỉ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thời gian kể từ 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 năm 2016. Đơn vị thu mua Cóp Mắc Quảng Bình xin liên hệ với đơn vị thu mua để được hướng dẫn cụ thể. Ông Lý Minh Đăng, điện thoại 0908 895 696. Hết nội dung công văn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 30 tháng 4 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa 16 đã tổ chức cuộc họp về một số tình hình nổi lên liên quan đến cá biển chết hàng loạt. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Báo cáo về tỉnh ủy là sau đây tôi xin thông báo một số cái tình hình và một số cái biện pháp chủ trương để tập trung lãnh đạo chỉ đạo về cái vấn đề tình hình nổi lên liên quan đến cá biển chết hàng loạt trong thời gian vừa qua trên địa bàn của tỉnh của chúng ta đã gây một cái tâm lý rất hoang mang, lo lắng trong các
tầng lớp của nhân dân, mà đặc biệt nhất là nhân dân vùng ven biển. Kính thưa tỉnh ủy, trong nhiều ngày vừa qua thì tại vùng biển của tỉnh ta đã xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, làm cho hoạt động khai thác thủy hải sản, du lịch dịch vụ đình trệ, đời sống việc làm và thu nhập của nhân dân sống dựa vào biển và ngư dân của các xã vùng biển trên địa bàn tỉnh hết sức khó khăn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Trong khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng ở Trung ương về nguyên nhân cá biển chết, một số nguồn tin cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hương Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã xả thải làm ô nhiễm môi trường biển, gây nên cá biển chết hàng loạt. Lợi dụng sự việc cá biển chết, một số đối tượng xấu đã kích động ngư dân tụ tập đông người, ngăn cản các hoạt động triển khai dự án của tập đoàn FLC tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, làm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn của tỉnh. Một số đối tượng ở Hà Tĩnh đã dùng bộ đàm kêu gọi ngư dân của tỉnh ta tập trung ra Hà Tĩnh để kết hợp với ngư dân Hà Tĩnh biểu tình phản đối công ty trách nhiệm Formosa Hà Tĩnh. Một bộ phận ngư dân trên địa bàn của tỉnh ta, đặc biệt là ở địa bàn xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, đã quyên góp tiền bạc, thuê phương tiện, mang băng rôn, khẩu hiệu, áo quần đồng phục, có ý định tụ tập ra Hà Tĩnh cùng với ngư dân Hà Tĩnh biểu tình. Trong các ngày từ ngày 28 đến 30 tháng 4 năm 2016, một số địa bàn như xã Cảnh Dương, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, nhân dân đã kéo ra đường quốc lộ 1A, chặn đường gây ách tắc giao thông. Ở thành phố Đồng Hới, có một số tiểu thương đã tụ tập trước trụ sở thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tình hình trên không loại trừ có yếu tố tác động của một số phần tử phản động, tung tin thất thiệt, xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân tụ tập, làm cho tình hình trên địa bàn tỉnh phức tạp thêm. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động giải thích cho người dân, và tỉnh đã trích ngân sách 500 tấn gạo hỗ trợ cho ngư dân các xã ven biển, bình quân mỗi khẩu là 10 kg gạo. Động thái này của tỉnh làm hết sức khẩn trương. Ủy ban mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cũng đã quyên góp và hỗ trợ cho ngư dân. Các huyện, thị xã, thành phố đã hỗ trợ 277 tấn gạo. Các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đang tích cực quyên góp để hỗ trợ ngư dân trong lúc khó khăn này. Các địa phương, các lực lượng và các cơ quan chức năng ở trong tỉnh cũng đã thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý cá biển chết và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và đã nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng cá biển chết. Đồng thời đã chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện nhiều biện pháp để ổn định đời sống nhân dân và giữ dân, không cho nhân dân tụ tập đông người kéo ra Hà Tĩnh biểu tình. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ về phòng ngừa và ngăn chặn, sàng lọc các đối tượng lợi dụng tình hình để kích động, lôi kéo sử dụng nhân dân tụ tập đông người, quyên góp tiền bạc, ủng hộ tham gia gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh. Kính thưa tỉnh ủy, do đến nay các cơ quan chức năng của Trung ương vẫn chưa trả lời chính thức về nguyên nhân đối tượng gây cá chết, cùng với việc ngư dân không sản xuất được, không có thu nhập và nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ cập bến nhưng không tiêu thụ được sản phẩm đã làm cho nhân dân của chúng ta ngày càng bức xúc thêm. Dự báo trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp hơn. Người dân tụ tập đông người, khả năng kéo ra khu kinh tế, vùng áng để biểu tình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường hơn, có thể lan rộng và liên kết với một số địa bàn lân cận. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, sẽ tạo thành điểm nóng, các đối tượng phản động lợi dụng kích động xuyên tạc, lôi kéo sẽ làm phức tạp thêm tình hình. Để khẩn trương ổn định tình hình và đảm bảo đời sống của nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị với tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo để triển khai thật tốt, thật khẩn trương, thật quyết liệt các chủ trương, biện pháp như sau. Thứ nhất là cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành mặt trận, đoàn thể các cấp và các đồng chí tỉnh ủy viên tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, nắm bắt tình hình, chủ động xử lý các tình huống phức tạp xảy ra trên từng địa bàn. Đồng thời phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức một cách đầy đủ về các chủ trương biện pháp của Trung ương, của tỉnh về xử lý tình trạng cá biển chết hiện nay, để cho mọi cán bộ đảng viên và nhân dân ở trong tỉnh hiểu đúng sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, của chính quyền của tỉnh và các địa phương đối với nhân dân trước tình trạng cá biển chết hàng loạt, để từ đó nhân dân yên tâm, không hoang mang dao động,
và không để bị kẻ xấu lợi dụng kích động xuyên tạc. Một vấn đề nữa là cần phải tập trung chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an biên phòng và hệ thống chính trị các cấp huy động lực lượng ngăn chặn các hoạt động kêu gọi, vận động tụ tập đông người, quyên góp tiền bạc, ủng hộ tham gia biểu tình phản đối công ty trách nhiệm Formosa Hà Tĩnh, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc phát sinh, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Đồng thời cần phải tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tại các trụ sở cơ quan, xí nghiệp, công ty, trường học, các địa điểm tập trung đông người tham quan du lịch, nhất là trong thời gian từ nay đến bầu cử Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời phải chủ động phòng ngừa, không để xảy ra gây rối, không để xảy ra cướp giật, trộm cắp, tăng cường phòng chống cháy nổ. Đặc biệt là cần phải phân công lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tình hình xuyên tạc, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là ở những địa bàn vùng biển, những địa bàn nhạy cảm, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương, các địa bàn xung yếu và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời cần phải tập trung vận động nhân dân không nghe theo lời kích động của kẻ xấu, không tập trung đông người quyên góp tiền bạc ủng hộ tham gia biểu tình. Đây là vấn đề cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách kiên quyết. Vấn đề thứ hai, vừa qua Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Tại buổi làm việc, Chính phủ và tỉnh đã chủ trương hỗ trợ thu mua thủy hải sản của ngư dân đánh bắt xa bờ, hỗ trợ ngư dân khai thác gần bờ, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ven bờ bị thiệt hại và các dịch vụ gắn liền với khai thác thủy hải sản, đồng thời chứng nhận thủy hải sản an toàn để tiêu thụ, có chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc, miễn giảm lãi suất cho ngư dân, cho các đại lý thu mua và các doanh nghiệp dịch vụ nghề cá, các tổ chức cá nhân tham gia đánh bắt nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cho cá nhân tiếp tục được vay vốn để mua nhiên liệu đánh bắt ngư trường an toàn, có chính sách tín dụng ưu đãi để cho các hộ vay vốn chuyển đổi nghề đánh bắt gần bờ sang các ngành nghề khác. Đồng thời, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Trung ương phối hợp với địa phương để xác định làm rõ, công bố thời gian và vùng khai thác an toàn thủy hải sản trên biển để ngư dân biết và chủ động khai thác, tạo điều kiện thuận lợi nhất và sự yên tâm cho ngư dân khai thác. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo các sở ban ngành, các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban Bí thư Trung ương, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nói trên. Trước hết là cần phải tiếp tục ra soát, nắm chắc tình hình đời sống của ngư dân các xã vùng biển để có biện pháp hỗ trợ gạo, cứu đói, không để xảy ra tình trạng thiếu đói do ngừng đánh bắt hải sản trên biển. Đồng thời cần phải khẩn trương chỉ đạo thống kê hồ nuôi trồng, khai thác thủy hải sản bị thiệt hại, mức độ thiệt hại, và đề xuất biện pháp hỗ trợ ngư dân, nhất là hộ chính sách, hộ nghèo, các trường hợp bị thiệt hại lớn, giúp ngư dân sớm ổn định cuộc sống của mình. Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cấm các tàu đánh cá bắt ở vùng biển gần bờ hoặc là thu gom tiêu thụ chế biến cá chết, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý một cách kịp thời, triệt để các xác cá biển chết trôi dạt vào bờ và thực hiện các biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường biển của chúng ta. Thường trực Hội đồng nhân dân cần phải chỉ đạo Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp cần phải tăng cường tuyên truyền, vận động giải thích cho nhân dân để nhân dân yên tâm ổn định tình hình trên địa bàn của toàn tỉnh. Vấn đề thứ tư là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận xã hội, ổn định tình hình nhân dân khi chưa có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng về nguyên nhân cá chết, tránh bị kẻ xấu lợi dụng tung tin xuyên tạc thất thiệt gây rối tình hình. Đối với dự án của tập đoàn FLC, cần phải tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ công ty cổ phần tập đoàn FLC là doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, không phải là đơn vị có cổ phần của Trung Quốc hoặc Trung Quốc đứng đằng sau như một số ý kiến đã xuyên tạc. Đây là tập đoàn kinh tế có nhiều kinh nghiệm kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, có năng lực tài chính tốt, được nhiều tỉnh mời gọi đầu tư, luôn thực hiện đầy đủ cam kết với chính quyền và người dân của địa phương. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao thương mại và giải trí cao cấp FLC tại xã Hải Ninh của huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy, bao gồm các hạng mục công trình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, hội trường, sân tập quân thuần túy, có thể nói đây là dự án có tính động lực trong sự phát triển du lịch của tỉnh và sẽ tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, tăng nguồn thu lớn cho ngân sách
và dự án khi đi vào hoạt động không gây ảnh hưởng môi trường. Vấn đề thứ năm là yêu cầu Ban Dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần phải bám sát địa bàn một cách sâu sát, tổ chức lực lượng bám nắm tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giải thích cho nhân dân hết sức bình tĩnh, không để bị kẻ xấu lợi dụng tình hình để tuyên truyền kích động, xúi dục, tụ tập đông người, biểu tình và có những hành động quá khích. Đồng thời phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm không khai thác biển hiện nay. Trong quá trình vận động, cần phải kết hợp với vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, bảo đảm thắng lợi với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức thật tốt cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là chú trọng tuyên truyền, vận động các xã vùng biển, các địa bàn xung yếu, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự để thực hiện tốt chủ trương bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Vấn đề thứ sáu là Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trên toàn địa bàn của tỉnh, nhất là các xã phường vùng biển, các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh, các địa bàn xung yếu, nơi tập trung đông người, chủ động đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và ngăn chặn sàng lọc các đối tượng lợi dụng tình hình để kích động, lôi kéo sử dụng nhân dân thực hiện các hành động quá khích, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, phát động nhân dân thực hiện phong trào bảo mật phòng gian, phát hiện tố giác những phần tử kích động sử dụng người dân tham gia gây rối làm mất ổn định tình hình. Vấn đề thứ bảy, yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo nhiệm vụ được phân công để chủ động lãnh đạo tốt công tác tư tưởng nhân dân và đồng thời nắm bắt tình hình tâm tư tình cảm của nhân dân để đề xuất các chủ trương giải pháp với mục tiêu vì dân và sự ổn định tình hình của tỉnh. Các huyện, thị xã, thành ủy chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương cấp mình nắm chắc tình hình, không chủ quan lơ là mất cảnh giác, rút kinh nghiệm sâu sắc sự việc xảy ra vừa qua để làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn cán bộ đảng viên và nhân dân ở địa bàn mình, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ làm mất ổn định tình hình. Và sau hội nghị tỉnh ủy hôm nay, tôi yêu cầu các đồng chí bí thư các huyện, thị, thành phố và các đảng bộ trực thuộc các cơ quan ban ngành của tỉnh cần phải tổ chức cuộc họp cấp ủy và họp ở cơ quan đơn vị mình để triển khai nghiêm túc về kết luận của tỉnh ủy hôm nay. Và đồng thời cùng tối hôm nay đề nghị các đồng chí là chỉ đạo cấp ủy của các xã phường thị trấn phải quán triệt một cách nghiêm túc về kết luận của tỉnh ủy hôm nay để có một cái hành động kịp thời, khẩn trương và quyết liệt để giữ dân, tạo ra cái sự ổn định tình hình ở trên địa bàn của toàn tỉnh. Đối với các ban và văn phòng tỉnh ủy theo chức năng nhiệm vụ được phân công cần phải tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi lên. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh phức tạp thì khẩn trương báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy để có biện pháp chỉ đạo một cách kịp thời. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh đoàn kết xung quanh tỉnh ủy, tuyệt đối tỉnh táo, kiên định lập trường tư tưởng, đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết không nghe theo lời xúi dục, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chung sức đồng lòng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra và đảm bảo sự ổn định tình hình, an toàn trật tự trên địa bàn toàn tỉnh của chúng ta. Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng của các cấp cần phải khẩn trương tổ chức truyền đạt quán triệt thông báo kết luận này đến các chi bộ, các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc. Trước hiện tượng cá biển chết bất thường làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của ngư dân ven biển, ngày 29 tháng 4, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi đồng viên và tặng quà cho ngư dân hai xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy. Đến thăm bà con ngư dân hai xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Trung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con ngư dân cùng với những kiến nghị đề xuất của lãnh đạo địa phương nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Đồng chí Trần Văn Tuân cũng yêu cầu lãnh đạo hai xã Ngư Thủy Bắc và Ngư Thủy Trung, lãnh đạo huyện Lệ Thủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, kịp thời cấp phát gạo và tiền hỗ trợ cho bà con ngư dân. Được biết dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trích 500 triệu đồng
từ nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ 1.660 xuất quà cho các hộ ngư dân nghèo ở 6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, huyện Quảng Trạch 400 suất trị giá 120 triệu đồng, thị xã Ba Đồn 300 suất trị giá 90 triệu đồng, huyện Bố Trạch 350 suất trị giá 105 triệu đồng, huyện Quảng Ninh 200 suất trị giá 60 triệu đồng, huyện Lệ Thủy 350 suất trị giá 105 triệu đồng, thành phố Đồng Hới 50 suất trị giá 15 triệu đồng, đi trao trực tiếp 10 suất trị giá 5 triệu đồng. Sáng nay ngày 30 tháng 4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức gặp gỡ và trao quà hỗ trợ cho bà con ngư dân tại xã Quảng Đông và xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch. Tại buổi lễ, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và chia sẻ với những khó khăn mà bà con ngư dân đang gặp phải trong đợt cá chết vừa qua. Đồng thời trao tặng 500 suất quà, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng cho 500 hộ gia đình trên địa bàn hai xã. Đây là chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với sự tài trợ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhằm hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần cho bà con ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung, bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, với tổng số tiền hỗ trợ là trên 700 triệu đồng. Đảng và Nhà nước cũng như cấp ủy chính quyền địa phương sẽ luôn quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ để nhân dân vùng ven biển ổn định cuộc sống. Đó là quyết tâm chính trị của tỉnh Quảng Bình trong thời điểm khó khăn hiện nay, trước tình trạng cả ven biển chết hàng loạt ở Quảng Bình và các tỉnh Trung Bộ. Xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch hiện có 200 tàu công suất lớn chuyên đánh bắt thủy sản xa bờ và trên 250 thuyền khai thác thủy sản gần bờ với hàng trăm hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Kinh tế biển là ngành kinh tế chủ lực và cũng là thế mạnh của địa phương. Chính vì vậy mà trước tình trạng cá chết dạt vào bờ ở vùng ven biển trong những ngày qua đã gây nhiều khó khăn đối với đời sống của nhân dân. Hồi xưa của ông cha của mình là mấy trăm năm đi chữ mà chưa cho cá chết như thế này. Mới từ hôm nay là anh em cùng đồng viên cùng ra ngõ biển quê hương của mình. 500 tấn gạo hỗ trợ đã đến tận tay 50.000 nhân khẩu của 18 xã ven biển của Quảng Bình. Bình quân mỗi khẩu được hỗ trợ 10kg gạo một tháng. Riêng huyện Bố Trạch đã trích ngân sách 600 triệu đồng để hỗ trợ thêm cho ngư dân với mức hỗ trợ 50.000 đồng mỗi người. Và các địa phương, tổ chức đoàn thể trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giúp ngư dân giảm bớt khó khăn. Đây là sự động viên kịp thời nhằm giúp bà con ngư dân ổn định tâm lý và khắc phục khó khăn trong giai đoạn này. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hôm nay hỗ trợ cho địa bàn xã Hải Ninh một số là cây là gạo tận hộ gia đình. Với riêng bản thân tôi là một người dân Hải Ninh, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến tận địa phương và hỗ trợ trong những lúc khó khăn. Lúc này hơn lúc nào hết á, là cần phải quan tâm đến đời sống người dân, kể cả những hồ mà có tàu đánh bắt ngoài biển, biển gần, biển xa, và kể cả những hồ mà làm dịch vụ nghề cá, rồi là kể cả những hồ mà nuôi trồng thủy sản mà có ảnh hưởng đến vấn đề là nước biển nhiễm độc. Vừa rồi thì ủy ban tỉnh đã có cái chỉ đạo, tỉnh cũng đã là trích là 500 tấn gạo để hỗ trợ cho người dân mà gặp khó khăn trong cái đợt mà cá chết ở biển. Và một số huyện cũng đã có cái hỗ trợ người dân, và tôi cũng là đề nghị các huyện cũng tiếp tục là quan tâm hơn nữa, đặc biệt là phải thường xuyên để mà động viên, rồi là lắng nghe tư tưởng người dân để làm tốt công tác tư tưởng để người dân yên tâm. Tỉnh là luôn luôn mà theo sát cái diễn biến cũng như là luôn luôn theo sát người dân để đảm bảo là giúp người dân vượt qua khó khăn lần này. Trên tỉnh thì có trung đảng của chính phủ sẽ có cái chỉ đạo để mà đảm bảo cho người dân không bị đói, rồi là đảm bảo người dân có cái chỗ dựa vững chắc, không để người dân nào bị đói, bệnh tật và sớm ổn định sản xuất và đời sống. Quảng Bình đang làm hết sức mình để cùng ngư dân vượt qua khó khăn này. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đến với bà con ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có công điện khẩn gửi đồng chí Giám đốc cảng chi nhánh BIDV tại địa bàn Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
Nội dung chính của công điện như sau. 1. Thống kê dư nợ bị ảnh hưởng của các khách hàng, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân vay vốn theo Nghị định 67, vay thương mại trong các khâu nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ chậm nhất đến 14 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2016. 2. Triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng vay vốn theo Nghị định 67. Trước mắt, ngừng tính lãi trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2016 đối với các khoản vay của bà con ngư dân là chủ tàu đã hoàn thành việc đóng tàu, đưa vào khai thác, sử dụng nhưng không bán được cả đã khai thác. Đối với những khoản vay đến kỳ hạn trả nợ gốc lãi, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ của khoản vay theo hướng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc lãi xuống từ 2 đến 3 kỳ. 3. Đề nghị giám đốc các chi nhánh báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để triển khai thực hiện biện pháp trên từ ngày 4 tháng 5 năm 2016. Đồng thời, thông báo với bà con ngư dân ven biển tại các địa phương về biện pháp hỗ trợ để bà con yên tâm ổn định cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Phong Nha - Kẻ Bàng, lượng khách du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Quảng Bình, nhiều nhà hàng hải sản đồng loạt thay đổi thực đơn để phục vụ du khách. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ 30 tháng 4, nhiều đoàn khách du lịch trên khắp mọi miền Tổ quốc đã đến viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Vũng Chùa Đảo Yến, nơi yên nghỉ của đại tướng Võ Nguyên Giáp, nằm trên tuyến đường Thiên Lý Bắc Nam, cách đèo ngang khoảng 10 km về hướng Đông Nam. Mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn lượt người từ mọi miền Tổ quốc đến thăm viếng dâng hương với lòng thành kính thiêng liêng, sự tri ân, cảm phục về một vị tướng lừng danh, một nhà quân sự thiên tài, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Đến với Vũng Chùa Đảo Yến, du khách còn được chiêm ngưỡng khung cảnh non nước hữu tình, vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ. Nằm giữa chân dãy Hoành Sơn, từ trên đỉnh Thọ Sơn, phóng tầm mắt về hướng biển là ba hòn đảo, Hòn La, Hòn Giỏ và Hòn Nôm. Vũng Chùa Đảo Yến cùng với thẳng cảnh đèo ngang, đền thờ Liễu Hành Công Chúa tạo thành một tuyến du lịch tâm linh đầy sức hút. Riêng trong ngày 30 tháng 4 năm 2016, đã có hơn 5.000 du khách đến viếng thắp hương tại khu lăng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hôm nay ngày 30 tháng 4, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đón hơn 7.500.000 lượt khách đến tham quan tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các tour tuyến du lịch thu hút đông đảo khách du lịch tham quan trong dịp này gồm tuyến Phong Nha - Tiên Sơn, khu du lịch sinh thái suối nước Mọc, tuyển sông chảy hang Tối, tuyển rào thương hang Én, khám phá thiên nhiên thung lũng sinh tồn, hang Thủy Cung, hệ thống zip line. Đặc biệt trong hành trình đến với Vương quốc hang động Phong Nha - Kẻ Bàng, khách thập phương sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lồng lẫy nguy nga của đồng Phong Nha - Tiên Sơn, vốn được mệnh danh là tuyệt tác song sinh của tạo hóa. Trong ngày hôm nay 30 tháng 4 đã có hơn 7.500 lượt khách đến tham quan thưởng ngoạn tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhờ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho du khách, cùng chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã thu hút du khách đến với trái tim du lịch của Quảng Bình, Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hôm qua ngày 29 tháng 4, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch tổ chức bế mạc hội thi cá trầm và đua thuyền trên sông Son năm 2016. Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch là địa phương có thế mạnh về phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông Son, đặc biệt là loài cá trầm cỏ. Hiện xã Sơn Trạch có 475 lồng cá trầm của 400 hộ gia đình. Sản lượng cá trầm trung bình hàng năm của toàn xã đạt 150 tấn, đem lại lợi nhuận hơn 15 tỷ đồng cho bà con nông dân. Từ thế mạnh này của địa phương, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đưa ra sáng kiến tổ chức hội thi cá trầm và đua thuyền sông Son năm 2016 với mục đích khuếch trương thương hiệu cá trầm sông Son, giúp bà con nông dân tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Tại hội thi, đông đảo du khách và người dân xã Sơn Trạch đã được chiêm ngưỡng những con cá trầm cỏ với kích thước lớn từ 8 đến 11 kg. Qua tìm hiểu, những con cá trên đã được người dân thả nuôi trong vòng 4 đến 5 năm. Dịp này, ban tổ chức hội thi cá trầm và đua thuyền sông Son cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi. Chiều hôm nay ngày 30 tháng 4, tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã có nhiều du khách và người dân đến tắm biển. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, trong chiều nay 30 tháng 4, có rất nhiều du khách đến Quảng Bình từ các tỉnh phía Bắc và người dân ở thành phố Đồng Hới đã đến tắm tại bãi biển Bảo Ninh và bãi biển Nhật Lệ. Được biết, trong nhiều ngày qua, tại hai bãi biển Bảo Ninh và Nhật Lệ,
luôn trong tình trạng vắng bóng du khách, trước tình trạng cá biển chết hàng loạt, ảnh hưởng rất lớn đến du lịch biển của tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, theo nhận xét của du khách và người dân, các bãi biển trên địa bàn thành phố Đồng Hới hiện rất sạch sẽ và có thể tắm được. Vì vậy, nhiều người còn đưa con em của mình cùng đi để tận hưởng không khí trong sạch và đắm mình trong những bãi biển xanh kéo dài dọc ven bờ biển của thành phố Đồng Hới. Có thể thấy, đây là một tín hiệu vui của du lịch Quảng Bình khi du khách và người dân đã cảm thấy yên tâm hơn, mạnh dạn hơn khi đi tắm biển. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà những nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ ăn uống hiện cũng đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề. Bước vào mùa cao điểm để đón khách, nhất là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, nhiều nhà hàng hải sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt thay đổi thực đơn, chuyển từ hải sản sang nhiều thực phẩm khác để thu hút khách. Nhà hàng Cánh Buồm Đỏ ở đường Trường Pháp, phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới chuyên phục vụ các món ăn đặc sản biển. Tuy nhiên, từ khi có hiện tượng cá chết bất thường đến nay, nhà hàng vắng khách hẳn. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và thu hút thực khách, nhà hàng đã chủ động thay đổi thực đơn quen thuộc với việc loại bỏ các món ăn từ hải sản biển sang các loại thực phẩm khác như thịt lợn, dê, gà đồi, cá sông. Bên cạnh đó, nhà hàng cũng cam kết tuyệt đối không sử dụng hải sản khai thác ven bờ và hải sản không rõ nguồn gốc để chế biến thức ăn. Để đáp ứng dịp lễ 30 tháng 4 thì nhà hàng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩa là tất cả các hàng đều có gà sống, thịt lợn rừng thì mổ về rất tươi, các thứ để nhà hàng chúng tôi để có sẵn để bán nhân dịp lễ là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 để phục vụ cho khách đến Quảng Bình. Không chỉ riêng nhà hàng Cánh Buồm Đỏ mà hiện nay có rất nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã thay đổi thực đơn để phục vụ khách. Cùng với đó, các chủ nhà hàng cũng luôn quan tâm kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho thực khách khi đến với các nhà hàng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hiện nay các khách sạn lớn như Mường Thanh, Sài Gòn, Quảng Bình đều đang nỗ lực đảm bảo dịch vụ chất lượng phục vụ khách tốt nhất, trong đó có việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Bước vào mùa cao điểm của hoạt động du lịch, dù có những lo ngại về ảnh hưởng của hiện tượng cá chết hàng loạt, tuy nhiên, tỉnh Quảng Bình vẫn là địa điểm du lịch hấp dẫn, được không ít du khách trong và ngoài nước lựa chọn, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cá nhân tôi thì ngày mai cũng có 200 khách vào Quảng Bình, thì tôi cũng rất là hy vọng là các nhà hàng khách sạn ở Quảng Bình sẽ đáp ứng được cái nhu cầu về thực đơn để làm sao để đảm bảo một cách tốt nhất về cái thực đơn, về cái an toàn cho du khách để Quảng Bình vẫn luôn là điểm đến hàng đầu cho du khách Việt Nam. Đợt này thì tôi đến Quảng Bình để tham dự hội thảo 2 ngày tại đây, thì hải sản đợt này là không ăn được, thế nên là thức ăn chúng tôi chuyển đến cho các thực đơn ở nhà hàng là chủ yếu tập trung vào các món cua đồng, rồi các món thịt lợn, thịt gà. Sau 2 ngày hội thảo thì nói chung là thực phẩm ở đây không, tôi thấy là đảm bảo an toàn, tươi và không có vấn đề gì. Việc thay thế thực đơn khiến các nhà hàng, khách sạn bước đầu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong tình hình thực tế như hiện nay thì việc linh hoạt trong vấn đề lựa chọn thực phẩm an toàn để phục vụ du khách đang là hướng đi phù hợp để thu hút và níu giữ du khách, góp phần để Quảng Bình vẫn là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 năm 2016. Khu vực miền núi nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, vùng núi từ 24 độ đến 35 độ.